thế nào, mình lo con mình như thế nào thì cha mẹ cũng lo cho mình y chang vậy hết, y chang vậy luôn, không có khác chút nào trơn các bác. Mà tại sao nở lòng nào khi mình có gia đình, có vợ, có con, rồi tôi thấy nhiều cái cặp vợ chồng á, là có con, có vợ, có chồng, rồi có con, có cái đó, chàng ơi lo cho con nó thiệt với cô bác á, nó đòi cái gì được cái nấy, nó mắng, nó chửi lại cũng cười hề hề nữa, còn nói trời thằng ngoan hết sức, mà nó chửi vậy đó mà hô nó ngoan đó cô bác. Còn cha mẹ thì chấm chơi, chấm chất, chớ hề lo. À, con nó đi du học ở nước ngoài hay là nó đi làm ở Sài Gòn, Bình Dương gì đó, điện thoại tối ngày hỏi thăm. Đó, hay á, còn á là còn trong khi đó đó mình không hề ghé qua nhà cha mẹ lần nào hết trơn cô bác anh chị, hay là lâu lâu mới ghé một lần. Như vậy mình xét coi cái người già đó cô bác, mình biết đó, khi mình già rồi đó mình mới biết nha cô bác. Nhưng mà tôi mới sồn sồn thôi, nhưng mà tôi cũng có kinh nghiệm. Tại sao vậy? Tại vì tôi có nuôi má tôi nên tôi biết. Tức là cái người già đó cô bác biết đó, người ta sợ nhất là cái gì cô bác biết không? Sợ nhất là cô đơn. Tức là cha cùng mẹ của mình, tức là hiếu thảo đó. Thì xin thưa với cô bác, ra đường chỉ là giả dối mà thôi. Vì sao gọi là trụ ngay bóng thẳng? Thí dụ như cái cây trụ mà nó thẳng đứng thì tự nhiên cái bóng nó sẽ thẳng à cô bác. Tức là trụ ngay thì bóng nó thẳng. Mà nếu cái người con trong gia đình mà hiếu thảo đối với cha mẹ rồi thì chắc chắn ra đường không bao giờ làm những việc gì gọi là để cho sao cô bác, mang tai mang tiếng hay là làm cho điếm nhục tổ đường. Đó là những người con có hiếu thì chắc chắn rằng người đó sẽ hoàn toàn làm bất cứ việc gì cũng đều ngay thẳng và đúng đắn. Còn ngược lại, nếu trong gia đình chúng ta cãi cha cãi mẹ hay là gọi chung là bất hiếu đó, thì xin thưa với cô bác, ra đường nói là tôi làm xã hội, tôi làm từ thiện, người này giúp người sẽ hỏi lại gọi là mình là ra đường mình ngay thẳng thì cái chuyện này không có được, phải không? Thì cái đó là nói sơ qua để chúng ta thấy rằng cái bổn phận và cái trách nhiệm và cái giá trị của chúng ta đối với cái xã hội, đối với cái gia đình và đặc biệt là đối với cha mẹ của mình thì chúng ta cần phải có hết lòng hiếu thảo. Nhưng mà riêng về tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đó cô bác anh chị em, tức là chúng ta không những lo hiếu thảo, lo phụng dưỡng cha mẹ từ ăn mặc ở, đau ốm thì thuốc thang, thuốc hay thầy giỏi, mà sau khi qua đời rồi đó chúng ta còn lo hiếu thảo không bác? Vẫn còn chứ, phải không? Cô bác mình thấy đó, thí dụ như bây giờ mình nói về vấn đề chăm lo từ là ăn mặc ở, rồi đau ốm thì thuốc thang, thuốc hay thầy giỏi, phải không? Rồi bệnh đó thì ngoài thuốc thang thì chúng ta còn lo khẩn giái Phật trời, phải không? Tức là lo cầu an, rồi sau khi chết đó thì chúng ta lo cầu siêu, cũng là cái nền tảng báo hiếu cho cô bác anh chị em. Thì chúng ta còn làm những cái việc phước, việc thiện để chúng ta hồi hướng cái việc làm đó, cái phước đức đó cho tổ tiên, cho ông bà, cho cha mẹ. Rồi đặc biệt hơn cái nữa đó cô bác anh chị em mình biết không, là sau khi mà cha mẹ qua đời rồi đó thì chúng ta cũng lo cầu nguyện tương tự giống như những cái tôn giáo khác, phải không? Nhưng mà xin thưa với cô bác, tu theo Phật giáo Hòa Hảo then thì em cháu đảm bảo với cô bác rằng mà nếu mà không được kết quả, không được giải thoát thì khó mà tu ở đâu mà thành lắm cô bác. Thôi sao vậy? Tại vì mình tu theo Phật giáo Hòa Hảo đó thì chúng ta vừa sửa mình, tức là tu thân sự kỷ, tức là mình vừa sửa mình vừa sửa mình, và mình đó là vừa trị mình, tức là mình luôn luôn là nghiêm khắc với mình, không sử kỷ là nghiêm khắc với mình đó cô bác. Chứ không phải mình tu mình xử người ta không à, phải không? Mình thấy người ta sai thì mình nói, mình thấy người ta trật thì mình phê, nhưng mà bản thân mình đó thì mình tha thứ, phải không? Tha thứ là chỗ nào? Thí dụ như giờ mình thấy người ta là uống bia đi hay là nhậu đi, cái mình phê người ta, nhưng mà mình mua giấy số, hỏi sao vậy? Tại tôi mua giấy số đặng trúng tôi làm phước, phải không? Như vậy là mình tha thứ cho mình. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ mình đó là anh xui đến nhà mình đó, bắt đầu anh xui á là, hay là mình đến nhà anh xui có bắt đầu bài ra nhậu cái rủ mình, cái mình dị tình anh xui, cái mình á là nhậu, tức là mình uống với anh xui,
Như vậy là có phải mình tha thứ mình không cô bác? Mình tha thứ mình, nhưng mà nếu mình gặp cái trường hợp khác đó thì mình nói dữ lắm à, phải không? Như vậy thì trong sự tu thân xử kỹ đó là mình phải luôn luôn nghiêm khắc đối với mình, phải không? Như vậy thì đối với cái ân sanh thành dưỡng dục đó là cái ân rất lớn. Vì vậy nên khi mình tự tu thân xử kỹ mình rồi, rồi tới phiên màn sau cô bác anh chị em, rồi tới khi mình bệnh đó thì mình sao? Mình vừa thuốc thang mà vừa khẩn giái Phật trời nữa, tức là vừa tu cho mình, rồi vừa được đồng đạo trợ duyên cầu á là cầu an nữa, rồi sau khi chết thì sao? Được cầu siêu cái nữa, phải không? Rồi được cầu siêu rồi đó, từng tự thì giống nhau, nhưng mà hết từng rồi đó thì xin thưa cho bác, các cái tôn giáo khác cám dỗ như thế này có cầu nguyện vậy không cô bác? Xin thưa là không, phải không? Mà chỉ có Phật giáo Hòa Hảo từng tự cầu nguyện giống nhau, là cúng lại giống nhau. Nhưng mà có một cái là tới đám dỗ đâu cô bác, là riêng Phật giáo Hòa Hảo đó vẫn cầu nguyện luôn, mà tới đám dỗ cầu còn đông nữa chứ, phải không cô bác anh chị em? Thì như vậy xin thưa với cô bác, mình vừa sửa mình nè, rồi vừa có đồng đạo trợ duyên nè, rồi vừa là được đồng đạo cầu nguyện nè, rồi là cầu nguyện hết từng, mà nếu chúng ta chưa được giải thoát nữa đó thì xin thưa với cô bác, tới đám dỗ này cầu nữa giải thoát không cô bác? Cũng được giảng sanh luôn, phải không? Như vậy thì mình tu theo Phật giáo Hòa Hảo là Đức Thầy nói sao? Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Cô bác có thấy rõ ràng không? Cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nào mà bất hiếu với cha mẹ không cô bác? Xin thưa là không. Nếu đã là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rồi thì trung với hiếu ta nên trao trĩa, rồi hiền với lương bổn đạo rèn lòng, phải không? Như vậy thì có bao giờ cái người tu nào mà bất hiếu với cha mẹ không có bác anh chị em? Không có thể nào được hết trơn á. Phải, tại sao vậy? Tại vì Đức Thầy nói á, là chửi cha mắng mẹ đó là cái đồ gì cô bác? Nặng lắm mà nha, Đức Thầy nói nặng lắm mà, là đồ súc sanh, phải không? Nếu cái người nào mà chửi cha với mắng mẹ đó thì dù cho ở ngoài đời hay ở trong bất cứ một cái lĩnh vực nào, mà nếu chúng ta bất hiếu với cha mẹ thì cái này ông Phật cũng nói nha, tức là ông Phật cũng nói chứ không phải mười nghĩa dám nói nha, là không phải là con người nữa cô bác anh chị em, mà nó là cái hạng gọi là súc sanh lận, chứ không phải tầm thường, phải không? Chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Thành ra thì vậy nên chúng ta đừng bao giờ mà quên đi cái công ơn đó, và đừng bao giờ mà chúng ta có những cái lời, những cái việc làm, những cái sự xúc phạm mà làm cho cha mẹ phải đau lòng. Cô bác mình nên nhớ chỗ này nè, có nhiều người nói tại bị do, không là tại vì ổng bây giờ là ổng lẫn rồi, không tại bị ổng là không có công bằng với con cháu, tại bị giờ đổ thừa. Thành ra xin thưa với cô bác, dù cho cha mẹ có lầm lẫn, có điên khùng đi nữa, cô bác mình nên nhớ nha, thì chúng ta cũng phải nhớ cái bổn phận của mình, đây là cha mẹ, không được quyền gọi là vì lý do nào đó mà mình bất hiếu với cha mẹ. Cô bác mình nên nhớ chỗ đó, không có cái lý do nào để chấp nhận cho mình gọi là bất hiếu với cha mẹ hết cô bác. Bây giờ mà cô bác anh chị em mình dòm trên mạng đi, cô bác mình thấy ngoài cái xã hội đi, bây giờ cái sự bất hiếu nó khủng khiếp cô bác anh chị em. Xin thưa với cô bác, bất hiếu đó là do cái gì cô bác? Do cái tham lam, do cái ích kỷ, do cái háo thắng, do cái vấn đề muốn về mình cho nhiều mà người khác không được, phải không? Thành ra vậy nên mới có cái sự gọi là con giết cha, rồi là cha giết con, rồi vợ giết chồng, vòng chồng giết vợ, cũng không ngoài cái sự tham lam. Thành ra vậy nên mình làm con đó thì mình phải có một cái đầu óc gọi là cầu tiến, và phải luôn luôn ghi nhớ cái bổn phận là mình phải lo cho cha mẹ, chứ không bao giờ nên bắt cha mẹ, bảo cha mẹ là phải lo cho mình. Có nhiều đứa con đó cô bác, sanh nó ra cái gia đình nghèo khổ, cái bắt đầu nó trách nó, nói tại sao á là ông bà đó không lo làm ăn gì hết trơn, để giờ nghèo khổ tôi ra đường tôi mắc cỡ với thiên hạ quá. Xin thưa cho cô bác, không phải vậy đâu. Cha mẹ lo làm lụng dữ lắm, cô bác cũng lo hết mình vậy, nhưng mà cái thời cũng như mình nói cái phước nó thiếu. Thành ra vậy nên cố công làm như thế nào đi nữa, nghèo vẫn quờ nghèo cô bác, nhưng mà cái tình thương của cha mẹ đó đối với mình đó là không bao giờ mà thiếu, phải không? Không có thiếu. Nhưng mà bây giờ thử hỏi cô bác anh chị em, mình sanh ra mình làm người, mình thấy gia đình cha mẹ là nghèo túng, tại sao mình không phấn đấu, mình không đặt cái niềm tin, đặt cái mục tiêu để mình làm cho cha mẹ được gì cô bác? Được giàu có thêm lên, là được là sung sướng thêm lên, được hạnh phúc thêm lên, mà mình lại
trách cha mẹ tại sao không là lo làm ăn để nghèo khổ, rồi bây giờ là tôi ra đường tôi mắc nhục với người ta. Xin thưa với cô bác, mình thấy là những cái đứa mà tấm gương học giỏi đó, hiếu thảo học giỏi đó, cô bác thấy rõ ràng không? Nó nghèo, hỏi con cố gắng học chi? Nói con cố gắng học đặng con thoát nghèo. Và con cố gắng con học đó để làm chi? Để con nữa con đi làm bác sĩ, con lo cho cha mẹ. Cô bác có thấy không? Tức là mình làm người con, mình sanh ra kiếp con người thì mình nên phấn đấu để mình vươn lên. Và những cái mà cha mẹ mình làm không được đó thì mình cố gắng mình làm được thì mới gọi là người con có hiếu thảo chứ. Còn đằng này nó không lo vậy mà nó ngược lại, nó lại trách cha trách mẹ, rồi nó đổ thừa cái này đổ thừa cái kia. Rồi đôi khi đó cha mẹ chia cho đứa này ít đứa kia nhiều, thí dụ vậy, thì trong nhà cũng có cái đứa có trách nhiệm. Thí dụ như bây giờ cái đứa nó ở nhà thờ thì đương nhiên nó phải khác rồi, nhưng mà sanh cái lòng ganh tị, tại sao chia cho đứa đó nhiều rồi chia cho tôi ít này kia cái nọ, bắt đầu là gây gỗ, rồi bắt đầu mới là sanh sự, rồi bắt đầu mới là có thể nói là đi đến bầm bầu nữa. Cô bác anh chị em mình thấy cái này nhục nhã không? Mà xin thưa với cô bác, cái vấn đề mà đất đai trong nhà cửa mà cha mẹ đó mà chia cho mình đó, chia bao nhiêu mình mừng bao nhiêu nha cô bác anh chị em. Chứ đừng bao giờ chê ít, đừng bao giờ phân bì nó tại sao tôi ít, cái ông kia, cái anh kia nhiều, cái thằng nọ nhiều. Mình phải nhớ cái câu Đức Thầy nói nè, điền viên sự sản ai mà làm cho. Cô bác mình suy nghĩ coi, trong khi đó cha mẹ tạo ra rồi chia cho mình thì được bao nhiêu mình mừng bấy nhiêu đi, không chịu. Là ông phải chia như vậy, bà phải chia như vậy, phải công bằng, rồi bắt đầu sanh sự, rồi bắt đầu là ấu đả, rồi đánh lập dẫn nhau, rồi gây ra những cái cuộc gọi là nầu da sáo thịt. Rồi sao cô bác anh chị em? Rồi bắt đầu là ra trước là giành móng ngựa, ra trước tòa án, cũng vì cái gì, cũng vì giành giật không à. Mà thật sự với cô bác là mình chưa tạo ra được cục đất nào trơn, mình chưa tạo ra cục đất nào trơn. Nói cái này hơi mở ngoặt chút nha cô bác. Kể cả các nhà khoa học, các nhà bác học bây giờ đó, từ trước tới giờ đó, các tiến sĩ, các những cái nhà gọi là kỹ sư đó, cũng chưa một vị nào mà chế ra được cục đất cô bác. Chưa có vị nào chế ra cục đất được trơn. Mà cô bác mình thấy giành đất, giành đai, giành nước, giành non tùm lum hết trơn. Rồi xua quân đánh nước này, đánh nước nọ. Để làm chi vậy cô bác? Để cướp đất người ta. Mắc cỡ hả cô bác anh chị em? Đất đai này là của trời đất tạo ra, chứ không có ông kỹ sư nào tạo được hết trơn á. Kể cả cô bác mình suy nghĩ coi, các cái nhà khoa học mình nói hơi thô chút đó nha, là đi ăn cắp không? Đi ăn cắp gì làm cho là mình không à, mà bắt đầu là không biết cái thân mà còn khoe khoang ta đây là giỏi giang đầy về kia nọ. Xin hỏi cô bác cho, bây giờ thứ nhất cục đất nè, các nhà khoa học có chế được không? Thứ hai nè, mỏ vàng các cái nhà khoa học có chế được không? Mỏ dầu các nhà khoa học có chế được không? Mỏ than, mỏ đồng, mỏ kẽm, vân vân, tất cả các cái mỏ khoáng sản đó ai làm cho? Ai là tạo ra cô bác anh chị em? Mình suy nghĩ coi, có ông nhà bác học, ông khoa học nào tạo ra được không? Không. Có sẵn rồi khai thác, khám phá, rồi đem về, rồi chế lại, rồi xài, rồi cho rằng mình hay không à cô bác anh chị em? Chứ thực chất có ông nào mà sanh ra chế ra cái mỏ vàng được không? Chế ra cái mỏ dầu được không? Nó có sẵn ở dưới rồi, khoan rồi hút lên rồi xài ha. Vậy mà ta đây y xẻo trơn cô bác anh chị em. Mình thấy rõ ràng là tại vì cái con người của chúng ta đó là nó mang cái đầu óc gì cô bác? Đầu óc gọi là bạc nhược. Không? Bạc nhược mà tự cho mình hay không hả cô bác anh chị em? Tự cho mình hay không à? Tự cho mình tài, tự cho mình giỏi không à? Mà xin thưa với cô bác, mình nhớ cái chỗ này nè. Sống ở trên cái cõi đời này, nếu chúng ta còn chết thì chúng ta đừng bao giờ tham lam, đừng bao giờ hách dịch, đừng bao giờ ta đây, và đừng bao giờ gom của thế một mình. Đó, mình nên nhớ chỗ đó. Cũng như cái thứ tiền bạc người ta tạo nó, tức là cái tiền bạc người, con người mình tạo ra. Mà cái tiền bạc đó là cái gì của bác? Là cái sự giao lưu để mua bán qua lợi, để trao đổi với nhau trong cái cuộc sống, trong cái xã hội, trong cái thế giới này để sinh hoạt. Nhưng mà xin thưa với cô bác, cái tiền á là làm ra rồi, cái người không có thì bươn chải kiếm muốn chết là không có. Còn cái người mà làm được rồi đó thì họ không dùng cái tiền đó để trang trải, để giúp đỡ những người nghèo khổ khác, mà họ cất, họ gửi ngân hàng nè, họ mua vàng, họ cất nè, cất đã rồi tưởng gì chết bỏ, có được ý nghĩa đâu, không có được ý nghĩa cho cô bác anh chị em. Cái đồng tiền tạo ra là để, nhớ là để giao lưu, để sinh hoạt, chứ không phải để cất, làm ra để giúp, để cho, chứ không phải để bo bo giữ đời, phải không? Cô bác mình suy nghĩ coi, trở lại cái vấn đề hiếu thảo đó,
thì cô bác mình suy nghĩ coi cái lòng mình, cái sự việc làm của mình có hiếu thảo chưa nha. Hồi mình chưa có gia đình đó, tức là mình còn độc thân đó, thì có phải mình từ nhỏ tới lớn là mình là con của cha mẹ không? Con như vậy rồi cha mẹ nuôi mình cực khổ chăm bề, ăn là khổ cực là dầm sương giải nắng gì cũng tất cả đều lo cho ai? Lo cho mình, đúng không? Rồi bây giờ khi mình lớn lên cái mình cũng có gia đình rồi, mình cũng có con y như cha mẹ, đúng không? Rồi tự nhiên cô bác mình á là có ai còn nhớ đến cái công ơn của cha mẹ giống như là mình nuôi con mình không cô bác? Có không? Rồi đa số là mần đầu tắt mặt tối nữa. Cái có người hỏi, ê mần chi dữ vậy? Nó ráng mần cho mấy đứa nhỏ, ráng mần lo cho mấy đứa nhỏ không? Cô bác mình suy nghĩ rồi, có ai mà nói ráng mần lo cho cha mẹ hơn câu không cô bác anh chị em? Cô bác mình xét thử coi, hồi nào giờ có ai mà nghe nói tôi ráng mần lo cho ba má tôi không cô bác anh chị em? Không, mà hầu như là ráng mần lo cho mấy đứa nhỏ không. Cô bác mình thấy nghịch lý không? Trong khi mình là con thì cha mẹ lo mình hết mình, thương yêu mình hết cỡ. Thí dụ như giờ mình bệnh, cha mẹ của bà bán hết tài sản, bán cả đất đai để lo cho mình. Rồi bây giờ nuôi mình lớn lên, bắt đầu cha mẹ cũng bệnh nữa. Rồi bây giờ có ai mà dám không cô bác? Có ai dám bán là vàng bạc của cải để lo cho cha mẹ không? Chứ đừng nói tới bán đất bán đai. Xin thưa lúc đó nạnh mình không lo, không có anh hai. Anh hai nạnh nói mà tao không lo chắc cũng có chú ba. Chú ba không lo chắc cũng còn dì Út đó mà. Thế nào cũng có lo. Rồi bên này đổ bên kia đổ bên nọ, đổ riết ông bà nằm trò co. Cô bác thấy rõ ràng không? Như vậy thì cái bổn phận mà của người con đối với cha mẹ đó nó hết sức là quan trọng và hết sức là cần thiết. Và chúng ta phải nhớ rằng mình thương con mình bao nhiêu, nhớ cái đó nha cô bác, thì cha mẹ thương mình cũng bấy nhiêu. Mình thương con mình như thế nào, mình lo con mình như thế nào, thì cha mẹ cũng lo cho mình y chang vậy hết. Y chang vậy luôn, không có khác chút nào hết trơn cô bác. Mà tại sao nở lòng nào khi mình có gia đình, có vợ, có con, là tôi thấy nhiều cái cặp vợ chồng là có con, có vợ, có chồng, có con, có cái đó. Chàng ơi lo cho con nó thiệt với cô bác á, nó đòi cái gì được cái nấy, nó mắng, nó chửi lại cũng cười hề hề nữa. Còn nói trời thằng ngoan hết sức, mà nó chửi vậy đó mà hô nó ngoan đó cô bác. Còn cha mẹ thì chấm chơi chấm chất chớ hề lo. Con nó đi du học ở nước ngoài hay là nó đi làm ở Sài Gòn, Bình Dương gì đó, điện thoại tối ngày hỏi thăm. Hay còn là còn trong khi đó đó mình không hề ghé qua nhà cha mẹ lần nào hết trơn cô bác anh chị, hay là lâu lâu mới ghé một lần. Như vậy mình xét coi cái người già đó cô bác mình biết đó, khi mình già rồi đó mình mới biết nha cô bác. Nhưng mà tôi mới sồn sồn thôi, nhưng mà tôi cũng có kinh nghiệm. Tại sao vậy? Tại vì tôi có nuôi má tôi nên tôi biết. Tức là cái người già đó cô bác biết đó, người ta sợ nhất là cái gì cô bác biết không? Sợ nhất là cô đơn. Tức là sợ nhất là cô đơn, tức là con cái nó không quan tâm, nó không thăm viếng, nó không lo lắng. Mà nếu cha mẹ nào mà được cái đứa con nó chăm thăm nom chăm sóc, nó thật sự mà nói mỗi lần lại thăm nha, cho 50 ngàn thôi mừng quýnh hết trơn, mà có xài gì đâu. Nằm chỗ mà xài gì nữa. Cho 100 ngàn mừng hết sức mừng. Chi vậy túm túm cái coi cái đứa con á, trong con thì cũng có đứa khá, đứa nghèo, đứa nghèo lại cái nhét nhét cho nó. Cho nó cái mấy đứa mà nó giàu giàu đó, nó chốt, đừng cho ông nữa, đừng cho ông bà nữa, cho ông bà làm chi, ông cho thằng lợi cho thằng đó chân à, không cho nữa. Rồi ông bà buồn so, cái niềm vui của cha mẹ mà mình cũng không tạo cho cha mẹ được cái niềm vui đó nữa sao? Thế gì bây giờ mình cho cha mẹ, thì cha mẹ ăn uống cái gì kể cha mẹ làm cái gì kể cha mẹ, miễn cha mẹ vui là được rồi. Còn này không, cho bà đi cái bà cho cái thằng đó, không được, không cho nữa. Cô bác thấy đau lòng không cô bác anh chị em? Rồi cô bác mình suy nghĩ coi, thí dụ bởi vì tôi có nuôi nên tôi biết. Má tôi hồi đó đó, bà nằm trong cái bệnh viện, mà nằm ở trong cái phòng gọi là phòng hồi sức. Cái phòng hồi sức đó đó cô bác. Thì tôi vô đó tôi nuôi. Nhưng mà cô bác mình biết đó, trong đó đó là máy lạnh, nó lạnh suốt rồi đó. Rồi bây giờ mình làm gì đây? Nhưng mà má mình nằm, má mình ở đó. Thì bây giờ tôi muốn làm sao để tạo cho bà có cái gọi là cái sự là trìu mến và cảm thông. Thì bắt đầu ở trong đó thì máy nước nóng nước lạnh nó có hết, thì tôi mới lấy khăn. Bởi vì cho ở trong phòng lạnh mà, thì tôi sẽ nhúng nước nóng, tôi lau tôi vuốt cho bả thôi. Mà bả vui mừng vô cùng cô bác.
bà già rất là vui mừng. Như vậy thì chúng ta phải hiểu biết rằng cái người già họ rất sợ cô đơn, họ rất sợ cô đơn. Thì chúng ta khi già rồi mình mới thấy cái điều đó, mình mới thấy được cái điều đó. Mà bây giờ tại sao mình không tạo cái niềm vui cho cha mẹ, mà mình tạo được cái niềm vui cho cha mẹ, đó cũng là cái sự đền ơn đáp nghĩa, cũng là cái sự báo hiếu, mà cái phước đó nó vô lượng lận cô bác. Tại sao vậy? Tại mình làm cho cha mẹ vui mà, phải không? Còn bây giờ mình làm cho cha mẹ buồn, cứ sợ giúp bà đây cái bà giúp lần khác, má tôi đó đó, con cháu lợi nó thăm cho 50, 100, 200 rồi đó, bà mừng lắm, bà để dành, mà bà không có cho đứa nghèo, nhưng mà lâu nói không cho đứa nghèo chứ lâu lâu bà cũng đưa tôi à. Bà cũng đưa tôi, nhưng mà đưa tôi thì ít, nhưng mà bà lâu lâu cái mày mua giùm vài ký cá thả mày hả, nghe thằng đó cất nhà mày cho tao hụng mái tôn mày như vậy mà vui vô cùng cô bác anh chị em, vui dữ lắm, vui. Thì như vậy thử hỏi cô bác anh chị em chúng ta, mình đừng bao giờ đắn đo suy nghĩ và có những cái gọi là nạnh hẹ lẫn nhau, mà bổn phận ai nấy lo, ai ăn nấy no, ai mặc nấy ấm. Mình lo cho cha mẹ là bổn phận của mình, dù cho 5 đứa con, 7 đứa con, 9 đứa con kệ nó, rồi mấy người kia lo thì tốt, còn mấy người kia mà không lo đó, bổn phận mình cũng phải lo. Rồi mình lo rồi mấy người kia người ta lo nữa đó, thì ông bà no, ông bà to, phải không? Chứ bây giờ ví dụ mình cứ nạnh nhau, mình không lo không có thằng kia no, lo, mình không lo không có ông kia lo, mình không lo cũng có chị nọ lo, thì kể như ông bà trò co, phải không? Như vậy thì mình xúm nhau để mình cùng lo cho cha mẹ, cô bác anh chị em à. Chứ mình đừng bao giờ mà nạnh hẹ, thấy không? Bởi vì mình lo là cái phước của mình lo là cái bổn phận của mình. Mà giọt mưa trước nhiễu đâu thì giọt mưa sau nó sẽ nhiễu đó, chắc chắn là như vậy. Và muôn việc lành là hiếu thuận đứng đầu, mà nếu mình làm được cái sự hiếu thuận đó thì chắc chắn rằng trời cao không bao giờ phụ mình. Cô bác mình nên nhớ đó, nếu mình lo được cái sự hiếu thảo thì phước sẽ bao gồm về mình luôn nữa cô bác anh chị em à. Ví dụ như mình đi đâu mà nghe nói đó, cái thằng đó nó có hiếu lắm. Cô bác mình thấy như là Trần Minh Khố Chuối không? Gia đình thật là nghèo, nghèo có thể nói là đi xe năng luôn đó, nhưng mà với cái tấm lòng của Trần Minh vô cùng hiếu thảo, lo lắng hết lòng, đi xin ăn cũng đem về dâng cho mẹ, mà đói bụng thiệt là đói bụng đó, nhưng mà để cho cha mẹ, để cho mẹ ăn, chứ không thể nào nói con chưa ăn để cha mẹ nhín phần cho mình nữa, phải không cô bác anh chị em? Thành ra đây là những cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ, cũng như chuyện là Lục Vân Tiên đó cô bác, lên kinh ấn thí. Mà cô bác biết hồi xưa đi ấn thí nó cực lắm, nó xa lắm chứ không phải nó như bây giờ mà đi xe hơi, đi xe đá ở đâu. Như vậy thì Ly khi lên tới cái nơi là triều đình để thi đó, thì xin thưa cô bác hay tin là cha chết, không hay tin cha chết thì theo bây giờ đó cô bác mình suy nghĩ coi á, là nó nở nó thi hay nó gì à? Nó ở nó thi luôn à. Tôi thấy có nhiều người ngộ cái này nè cô bác, tôi bẻ qua này một chút nha, là chuẩn bị lập gia đình, tức là cưới vợ nha, đùng một cái cha mẹ hoặc ông bà gì đó chết, cái bắt đầu là không để tang luôn. Hỏi sao vậy? Bây giờ để tang là tới đó cưới vợ không được, bắt đầu là không để tang luôn. Mà theo ý của tôi đó nha cô bác anh chị em, nếu mình đã chế rồi đó thì mình chế cái kiểu này nè. Thí dụ như bây giờ mình chuẩn bị cưới vợ cho thằng con của mình nha, nhưng mà trong đó ông bà hay gì đã chết, thì bây giờ mình cứ bảo nó để tang đi, để nó thủ cái hiếu của nó. Rồi đến ngày mà cưới vợ đó, đến ngày đám cưới đó, gần đến ngày đám cưới đó, mình trình để mà mình xả tang, tôi thấy nó vẫn còn có cái ý nghĩa hơn. Còn giờ thôi, không để luôn, không để luôn thì kể như thua, không để luôn tức là mình bất hiếu, mình vì cái sự kia mà mình quên đi cái sự này. Cô bác anh chị em, thật ra vậy nên cô bác mình phải biết rằng chúng ta phải suy nghĩ đâu đó cho chín chắn, chúng ta phải xét đoán cho tường cho tận. Mà Đức Thầy dạy mình trong 8 điều răn cấm là như thế nào cô bác? Đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy, phải không? Như vậy thì việc đời chúng ta cũng phải suy xét, mà việc đạo chúng ta cần phải suy xét nhiều hơn. Như vậy thì bổn đạo, ở đây tôi muốn nói cái bổn phận hiếu thảo của mình, hiếu đạo của mình đối với cha mẹ đó, thì chúng ta phải suy xét cho rõ ràng. Bất cứ điều gì tôi không cần biết, quý vị làm sao không cần biết, nhưng thứ nhất là phải làm cho cha mẹ vui lòng, không? Thứ hai là đừng để vì cái sự lo lắng đó mà cha mẹ phải bị sa đọa. Có nhiều người cũng có cái hiếu thảo cô bác, có cái sự lo lắng cho cha mẹ đó, nhưng mà cha mẹ muốn cái gì chịu nấy, cha mẹ muốn ăn gì lo nấy, nhưng mà không có một lời khuyên lơn và ngăn cản. Cái điều này cũng là muội hiếu nha cô bác, chứ không phải là không hiếu đâu, hiếu đó, nhưng mà muội hiếu. Có nhiều người ta nói giờ má tôi muốn ăn con gà,
thì tôi phải mua con gà, làm thịt con gà, lo cho má tôi ăn. Cái đó hiếu đó. Nhưng mà cái hiếu này mang gì của bác? Mang cái nghiệp. Phải không? Mang cái nghiệp. Còn mình cái hiếu mình khuyên lên à, cha mẹ mình như thế nào đó, để rồi cuối cùng cha mẹ mình à, là không còn đòi ăn con gà nữa, và mình cũng không phải mang cái tội gọi là sát sanh hại vật nữa, thì cái hiếu này nó mới là gọi là sáng suốt hiếu chứ. Phải không? Chứ đừng có mê muội hiếu. Phải sáng suốt mới cứu mình thoát khổ. Đừng muội mê tông tổ lấy sầu. Nếu mình tu đắc đạo màu của quyền thất tổ đồng chồng Như Lai, thì như vậy bây giờ cô bác anh chị em chúng ta mình đã à, biết hết trơn rồi. Tội phước, tội giới phước xét coi nhiều bận rồi, phải không? Mà bây giờ mình vẫn còn là không có cái sự mà nghĩ đến cha mẹ, không có cái sự gọi là hiếu thảo với cha mẹ, thì cô bác mình suy nghĩ coi vậy mình có xứng đáng là cái con người không cô bác anh chị em? Xin thưa là không, phải không? Thành ra mỗi con người chúng ta sanh ra đời, cái ơn đầu tiên, cái người cực khổ với mình nhất trên đời này không ai hơn đó là cha với mẹ, phải không? À, mang nặng đẻ đau à, là kêu bằng phải nói là 9 tháng cô mang 3 năm bồng ẩm à, nó cực khổ vô cùng. Mà cô bác mình biết đó, bây giờ đó nuôi một đứa con nó khổ lắm cô bác, phải là đưa rước đi học ì xẹo trơn, mà cô bác mình thấy tủi thân không cô bác? Đến giờ mà rước con ở tại nhà trường nhà trẻ rồi đó, thì rần rần con người ta đứng đó chờ để rước, cô bác thấy ngon không? Nhưng mà cái nhà dưỡng lão không hề có bóng nào ai tới trơn cô bác, kỳ vậy. Con mình đưa nó đi học thì rần rần lại tới giờ lại đón y xèo. Còn đưa cha mẹ mà đến nhà dưỡng lão rồi mãn năm hình như không thăm lần nữa cô bác. À, cô bác mình thấy như vậy là cái bổn phận của mình nó có xứng đáng là cái con người sống trên thế gian không cô bác? À, xin thưa với cô bác, nếu mà chúng ta sống ở trên cái cõi đời này mà chúng ta không có cái sự lo lắng chăm sóc, nói tóm lại đó là không có cái sự hiếu thảo với cha mẹ, thì chắc chắn rằng cái đứa con đó ra đời không bao giờ nên thân cô bác anh chị em. Ra đời không bao giờ xứng đáng cô bác anh chị em. Hỏi sao vậy? Tại vì mình chỉ biết lo cho gia đình mình à, lo cho vợ con mình à, con vợ con mình nó muốn cái gì cũng được hết trơn. Cô bác mình suy nghĩ coi, đứa con mà lỡ nha, lỡ đó mà nó cá độ hay là bao lô mà nó thua cái bằng tàn gia bại sản đó, cha mẹ có bán đất trả cho nó không cô bác? Hay là lỡ mà đi qua casino đó cô bác, thua ở bển rồi dây mượn nợ ở bển, rồi bắt đầu nó điện thoại về nó nói bây giờ con bà ông á là thiếu bên đây đó là 500 triệu, mà bây giờ nếu mà không trả đó là tôi lấy cái lỗ tai nó, tôi lấy cái cánh tay nè. Cô bác mình suy nghĩ cha mẹ chạy quýnh quán hết trơn, chạy quýnh quán hết, bây giờ phải làm sao? Dây mượn không được thì có cái gì bán hết cái nấy, cô bác mình thấy không? Nhưng mà ngược lại cha mẹ mà lâm nạn con cái nó có lăng xăng vậy không cô bác anh chị? Hiếm à, phải không? Như vậy thì chúng ta phải suy nghĩ lại, để rồi là mình tạo cái phúc. Cái phúc đó không phải riêng mình cô bác anh chị em, không phải là riêng ai hưởng đâu, mà trước mắt đó là bản thân mình hưởng. Bởi vì là muôn việc lành là hiếu thuận đứng đầu, mà bây giờ trong tất cả những cái việc lành, những cái việc thiện, những cái việc phải ở thế gian mà mình nói là mình lo tròn, nói tôi làm hết trơn á, nhưng mà trở về nhà thì trở thành đứa con bất hiếu. À, trở về nhà là không có lo cho cha mẹ gì hết, thì cô bác mình thấy ở ngoài xã hội nó là như vậy đó cô bác. À, cái ngoài xã hội nó là như vậy, ở ngoài thì dạ thưa hết mình, nhưng mà về nhà thì quạo quọ cơ bằng là đủ thứ, thấy không? Thì cái điều này là gọi là nó đâu có phải. Còn cái trở lại cái cuối cùng đó là chúng ta hiếu thảo với cha mẹ, tức là mình chăm lo săn sóc ăn uống thuốc men nhà cửa đắp lợn lạnh quạt nồng. Nhưng chúng ta không phải là báo hiếu với cha mẹ không nha cô bác anh chị em. Bởi vì báo hiếu với cha mẹ là bổn phận rồi. Nhưng mà bây giờ là cô bác anh em, ví dụ vậy là mình bất nghĩa, bất thành được không? Bất kính được không? Xin thưa là không. Như vậy thì hiếu thảo với cha mẹ thì cũng phải tôn kính ông bà. Thì cái người này mới gọi là cái người thật sự hiếu thảo nha cô bác. Còn bây giờ hiếu thảo mà chỉ hiếu thảo với cha mẹ thôi, không? Mà bất hiếu với tổ tiên, với ông bà, với chú bác vân vân, thì cái điều này là gọi gì cô bác? Gọi là màu hiếu nhi, thấy không? Chứ nó không thật sự là hiếu nhi. Thành ra vì vậy nên chúng ta cần phải có suy xét cho minh lý, đâu đó cho rõ ràng. Và cái bổn phận của mình đó thì mình phải cố gắng để mình lo. À, cố gắng để mình lo, chứ mình đừng có nạnh nha cô bác. À, đừng có phân bì nha cô bác. Đừng có để cho là cái mấy ông kia lo nha cô bác. Mà chính mình phải song sáng, chính mình phải đích thân
của mình lo, chứ mình đừng có bao giờ nạnh. Bây giờ cô bác mình biết hả, bây giờ thì sanh ít nha cô bác, chứ hồi xưa sanh nhiều lắm cô bác. Hồi xưa sanh tới 6, 7, 8, 9 đứa lận. Hồi xưa là sanh dữ lắm, phải không? À, mà sanh nhiều như vậy thử ngon hả cô bác anh chị em? Tới chừng bệnh rồi nó nảnh nhau nó không lo, phải không? Tới già rồi nó nảnh nhau không lo. Bởi vì người ta thường thường người ta hồi đó tôi mới tu đó, cái người ta nói sao không cưới vợ mày? Cái tôi nói thôi ở vậy tu. Cái người ta nói mày không cưới vợ nữa bỏ xong uống nước à. Thấy mình thấy cũng lo lo ha. Nhưng mà xin thưa với cô bác, bây giờ cô bác mình suy nghĩ coi, có vợ có con đàng hoàng mà có bò xuống sông uống nước không cô bác? Bò xuống sông uống nước nhóc, hỏi sao vậy? Tại vì nó đi Bình Dương hết trơn rồi, nó đi Sài Gòn hết trơn rồi, nó đi xuất khẩu lao động bên Nhật hết trơn rồi, nó bỏ vợ chồng già, phải không? Thì vợ chồng già hổm heo với nhau thì cuối cùng cũng phải bỏ sông uống nước. Rồi đôi khi đó có được thằng con trai, cái tính cứ con vợ gì đã có hữu hỷ nó lo cho mình, ai ngờ có thằng con trai cứ con vợ gì, cứ con dâu gì nó tò tí với nhau, nó dẫn con trai đi mất luôn, chì chài sạch bách không có còn gì chơi cô bác anh em. Hay là cuối cùng trở lại thì chúng ta phải xét biết rằng nếu chúng ta may mắn á, thì gặp được đứa con hiếu thảo, đó gọi là cái phước của mình. Mà nên nhớ nha, cái đứa con hiếu thảo với mình đó là nó lên nó trả nợ mình, nên mình cũng đừng có vội mừng. Rồi bây giờ mình gặp đứa con mà nó bất hiếu với mình đó, mình cũng đừng vội đau khổ và buồn rầu. Hỏi sao vậy? Tại vì ngày xưa mình thiếu nợ nó, nên hôm nay nó lên nó đòi mình. Nhưng mà mình nhắn nhủ rằng nếu ai mà bất hiếu đó thì xin dừng lại. Bởi vì cái tội bất hiếu nó lớn lắm đâu cô bác. Và cái tội bất hiếu này cái quả nó nặng nề lắm. Nên chúng ta nếu lỡ bất hiếu vì cái nghiệp đời trước mà hôm nay chúng ta đến đòi đó, thì hôm nay chúng ta nghe được lời lành của Phật Pháp, thì chúng ta cũng nên dừng lại đi. Dừng lại đi, đừng có gọi là bất hiếu với cha mẹ nữa, mà chúng ta phải hết lòng chăm lo phụng dưỡng. Thí dụ như mình có đi làm xa thì bây giờ mình không thể về thường thường được, nhưng mà bây giờ đâu phải không có cái điện thoại đâu cô bác, có cái điện thoại mà, phải không? Mình gọi mình hỏi thăm cũng được, vậy cha mẹ cũng vui mừng vậy. Còn này bật vô không có hề nhắn nhủ, không có hề gọi là hỏi thăm thăm viếng vậy trơn, mà con mình nó đi học bên Nhật gọi hỏi hoài, thấy không? Cha mẹ ở kế bên không chừng không qua thăm, thí dụ vậy. Thành ra vậy nên hôm nay thì cháu đến đây để gặp gỡ cô bác anh chị mình trong cái ngày đám giỗ của thân phụ của đồng đạo Tám Sĩ. Nhưng mà thực sự mà nói đó, từ bển qua đây đó là mình dự định đó là nói cái đề gọi là ráng làm những việc khó làm, chứ không phải cái đề này. Nhưng mà qua Tám Sĩ nói ông nói cái đề này đi quay thì tôi cái này gọi là nói luôn, chứ còn không có chuẩn bị. Mà tôi chuẩn bị không phải là soạn bài từ trước nha các bác. Tôi đi từ nhà tôi đến cái đám là tôi nói xong cái phần đó à. Chứ tôi ở nhà tôi không có soạn, không có soạn nha. Thành ra vậy nên đến đây thì em cháu cũng xin dứt lời và kính chúc toàn thể cô bác anh chị em mình luôn luôn có một cái niềm tin vững chắc đối với Đức Thầy. Vì Đức Thầy chúng ta là Phật ra đời để rồi là xây dựng một cái là xã hội ấm êm hạnh phúc, đó là đời Thượng Ngôn Thánh Đức. Và đồng thời Thầy dạy cho chúng ta dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn, và trong đó đặc biệt là phần hiếu thảo thì chúng ta đã biết hết rồi, Đức Thầy đã chỉ ra rồi, thì chúng ta cố gắng ăn ở và gìn giữ theo. Và đặc biệt là mình lo cho cha mẹ, đừng để người khác lo, và cũng đừng bao giờ có cái gọi là nạnh hẹ. Và đặc biệt nếu chúng ta có giúp tiền, cho tiền cha mẹ, thì cha mẹ xài cái gì cũng được, cho đứa nào cũng được, hay là làm thế nào cũng được, để cho cha mẹ vui là được. Còn những cái việc khác miễn bàn, chúng ta đừng bao giờ có cái ý hoặc cái hành động vô ý hay vô tình mà chúng ta làm cho mẹ cha mẹ phải buồn lòng, nhất là làm cho mẹ đau khổ thì chúng ta sẽ mất hết phước. Mà đặc biệt đó, cái giọt nước mắt của cha mẹ đó được ví như gì cô bác biết không? Được ví như châu ngọc coi đó cô bác. Mà ai mà làm cho cha mẹ khóc đó hen, thì cái người đó đó là sẽ nghèo khổ. Hỏi sao vậy? Bởi vì đánh mất đi cái châu ngọc của mình, tức là cái phước báo đó cô bác. Thì mong rằng chúng ta hãy tập trung để rồi cố gắng thực hành lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ. Nam Mô A Di Đà Phật.